What's up? Xin chào anh em, chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh channel của Boss Gear. Thì hôm nay mình lại tiếp tục review cho anh em một con chiếc bàn phím nữa. Thì đã rất là lâu rồi mình chưa có review một chiếc bàn phím giả cơ. Tại vì hiện tại các cái bàn phím giả cơ thì nó không có gì đặc sắc hết, cho nên mình sẽ không có review nhiều. Hôm nay thì có nó quá là tuyệt vời rồi, thì mình đã review. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em một con phím giả cơ cũng khá là đặc biệt nữa. Tại vì nó rất là tốt trong cái tầm giá như thế này. Thì với tầm giá khoảng tầm 250 ngàn thì có lẽ đây là một trong những con bàn phím giả cơ mà mình thấy cực kỳ nổi bật. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng đi mở hộp và đánh giá chi tiết em này nhé. Let's go. Như các bạn đã thấy ở trên bàn thì là cái hộp bàn phím này sẽ được bọc ở trong một cái hộp bìa cắt tông. Ở ngoài này chúng ta sẽ thấy có cái hình của chiếc bàn phím và một cái hình logo của hãng, logo cái đầu lâu như thế này. Không biết vì sao nó lại làm cái đầu lâu mà nhìn rất là cool ngầu. Xung quanh hộp thì chúng ta sẽ không có gì nhiều hết. Tuy nhiên thì mình cảm giác đầu tiên đó là cái hộp này khá là to. Nó nhìn rất là to và chắc chắn, dày nữa nhé. Đây, các bạn nhìn thấy dày cool luôn. Đây mình sẽ mở hộp nhé. Ok, ở phía trong này chúng ta sẽ nhìn thấy có hai cái lớp đệm mút rất là dày. Chính vì vậy mà cái hộp này nó được đôn lên dày dã man luôn. Đó. Ở phía giữa thì cũng như thường lệ, chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím nằm gọn ở giữa đây, được bọc trong một cái lớp túi chống sốc. Mình sẽ tháo ra luôn. Rồi, bỏ xuống phía trong luôn. Để xem được coi trong đây còn cái gì không. Không còn gì cả ngoài một cuốn cửu âm chân kinh, và cuốn này thì chắc cũng không ai có thể luyện thành công được. Rồi, sẽ vứt sang một bên. Ok, và mình đã quay trở lại với em nhân vật chính ngày hôm nay, đó chính là chiếc bàn phím Q300. Đây là một chiếc bàn phím giả cơ thôi nha anh em. Đó, khi các bạn nhìn vào thì tuy rằng nó là giả cơ, nhưng nếu các bạn nhìn sơ qua cái cảm nhận ban đầu thì nó gần giống như đến 99% là giống một chiếc bàn phím cơ, khá là ngon. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái lớp kim loại dày được đặt ở phía trên bàn phím như thế này. Đây chính là cái miếng play của bàn phím, tức là cái miếng nền đấy. Thì nó sẽ được làm bằng kim loại và có giả vân xước phay, nhìn rất là đẹp. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có ba cái đèn báo và được khoan cắt CNC cực kỳ đẹp luôn. Ở giữa này chúng ta sẽ thấy có logo của chiếc bàn phím đấy, cũng là cái logo đầu lâu rất là ngầu. Và các cái con ốc được giấu ở phía dưới các cái phím rồi, cho nên là các bạn nhìn thấy nó rất là gọn gàng. Và theo tiêu chuẩn của một chiếc bàn phím cơ thì con này nó sử dụng cái layout khá là gọn. Và cái nút Enter cũng là nút Enter nhỏ, nên nhìn nó về bên ngoài thì nó khá là giống một chiếc bàn phím cơ. Về phần keycap thì keycap của em này cũng được làm double shot luôn. Nó rất là ngon. À, có rất là nhiều phím cơ giá rẻ thì có khoảng tầm giá nó khoảng tầm 100-200 nghìn á, thì cái phím của nó chỉ được làm khắc laser thôi. Và những cái phím khắc laser như thế thì nó sẽ một thời gian nó sẽ bay hết chữ và các bạn sẽ không nhìn thấy rõ chữ nữa. Tuy nhiên thì con bàn phím này sẽ được đúc hai lớp, tức là double shot, gần giống như phím cơ vậy. Và như vậy nó sẽ giúp cho cái đèn led nó xuyên qua là thứ nhất, và sẽ giúp cho cái nút này nó bền hơn, sẽ không bao giờ bị phai chữ theo thời gian nha các bạn. Đó là một trong những cái điểm nổi bật của em này. Về mặt phông chữ thì phông chữ của em này khá là nhỏ nhắn, chứ không giống như các cái con bàn phím giả cơ khác thì phông chữ nó khá là to và nhìn hơi bị thô. Con này thì nó làm theo kiểu dạng hơi cổ điển một chút thì nó sẽ hơi nhỏ nhỏ một chút. Ở phía hàng trên F, từ F1 cho đến F12 này thì chúng ta vẫn nhìn thấy các ký tự function, tức là mình vẫn có thể dùng FN và mình sẽ điều khiển được, ví dụ như tăng giảm âm lượng hoặc là mở email, mở web vân vân. Đó, rất là ngon. Ở phía nút cửa sổ bên này chúng ta chỉ nhìn thấy có biểu tượng khóa, thì tức là mình vẫn có thể sử dụng FN cộng nút Windows để khóa Win lại, tránh trường hợp mà mình đang chơi game mà ấn nhầm nút Win thì nó sẽ bay ra ngoài đấy. Như vậy về mặt phía trên thì chúng ta đã đi sơ qua hết rồi, vậy chúng ta sẽ đi về phía dưới. Về phía đằng sau của con này thì nó sẽ được bọc nguyên một cái lớp nhựa đó, phía đằng sau này, và khá là dày. Ở giữa thì chúng ta vẫn có sticker logo của hãng. Hai bên này chúng ta sẽ vẫn có hai cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím. Phía lẫy này phía dưới chúng ta sẽ thấy có cái vân nhìn làm đục lỗ để chống cho bị trơn trượt. Chúng ta vẫn sẽ có bốn cái cao su dày ở đây để mà chống cho cái việc khi mình để xuống phím xuống thì nó sẽ không bị trượt đấy. Và có rất là nhiều lỗ, lỗ này là để ốc vít nha các bạn. Tuy nhiên thì con này vẫn có khả năng chống nước nhé.
Ok, về cái bui của nó thì khi mà mình cầm lên á, thì nó rất là nặng, khá là nặng so với những chiếc bàn phím giả cơ, và cái bui của nó cực kỳ chắc chắn luôn các bạn. Mặc dù là phím giả cơ nhưng mà khi mình cầm nó thì nó không hề có hiện tượng là bị cong hay là bị vân, mà nó rất là chắc chắn và cầm rất là đầm tay. Nói chung với cái phím giả cơ tầm giá này thì khó con nào có thể mà qua được em này rồi. Về cái dây cáp thì em này sử dụng dây cáp nhựa thôi, nhưng mà cái dây cáp của nó làm rất là chắc chắn, dây cáp bằng nhựa nhưng mà rất là dày nha các bạn, có cả đầu chống nhiễu luôn. Tuy nhiên thì cái cổng USB của nó thì không phải là mạ vàng, tại vì là phím giả cơ nên cái việc mạ vàng cũng không cần thiết lắm. Nếu như mà các bạn sợ cái việc là cái miếng play kim loại này nó sẽ bị dịch, tại vì cái play này nó sẽ hoàn toàn là để chống chứ không có hề sơn sơn sửa gì lên, thì các bạn có thể lựa chọn thêm một phiên bản nữa, đó là phiên bản màu trắng như thế này, trắng hoàn toàn luôn đó. Tuy nhiên thì cái cáp của nó vẫn màu đen nhé, tại vì cái cáp màu đen thì sẽ giúp cho các bạn đỡ một cái việc đó là bị bẩn. Nhưng mà cái play của nó sẽ thay bằng play nhựa, và cái logo đây các bạn có thể nhìn thấy là logo của nó sẽ là logo bằng màu xanh nổi lên cũng khá là đẹp. Cái lớp nhựa này thì sẽ giúp cho đèn led xuyên qua đó, khi mà mình sử dụng đèn led của con bằng nhựa này thì cái đèn led của nó hắt lên nhìn rất là đẹp. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái hệ thống đèn led của em này nhé. Và cái con phiên bản màu trắng này thì cái mặt đằng sau của nó cũng hoàn toàn màu trắng luôn đây đó, chỉ có cái nút của nó là màu đen thôi nha các bạn, vẫn có các cái đèn báo hiệu ở đây nữa, và dây của nó sẽ là dây màu xám khác với lại phiên bản màu đen một chút rồi. Vậy và cái điểm nổi bật tiếp theo của em này đó chính là cái hệ thống đèn led của em này. Tuy rằng là một phím giả cơ giá rẻ nhưng mà có cái hệ thống đèn led cực kỳ ngon, đó là hệ thống đèn led 7 màu lận, cho nên mình sẽ cùng cho các bạn xem cái hệ thống đèn led của em này nhé. Rồi sau khi mình đã tắt hết đèn ở trong phòng đi và bật chiếc bàn phím này lên thì các bạn có thể nhìn thấy hệ thống đèn led của nó rất là lung linh. Các bạn thấy tuy là giả cơ nhưng mà cái đèn led của nó trải đều, rất là đều và sáng đều từ phía bên trái qua bên phải luôn, chứ không có hiện tượng nó là sáng yếu một chỗ nào hết. Và thứ hai nữa là cái hệ thống đèn led của nó rất là nhiều màu. Đây mình thử chỉnh nhé. Đây là chế độ FN1. Thì với chế độ FN1 thì nó sẽ chạy lần lượt tất cả các màu. Đó, nó hiện tất cả các màu xen kẽ với nhau. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là phiên bản màu trắng, cho nên là cái đèn led của nó sẽ tỏa đều ở phía bên dưới luôn. Còn nếu như đối với phiên bản bằng kim loại thì cái đèn led của nó chỉ có tỏa ở các cái nút mà thôi. Các bạn lưu ý hai điểm này nhé. Theo mình thấy thì lấy phiên bản màu trắng đèn led nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều. Nó sẽ có chế độ FN, F2 thì sẽ là chế độ Pre-tint, tức là chế độ chớp tắt nhưng mà nó sẽ có nhiều màu xen kẽ với nhau. Chế độ 3 thì cũng dần giống như chế độ 1 nhưng mà cái lượng màu của nó sẽ khác một chút. FN, F4 sẽ là sáng in một màu. Mình vẫn thích nhất là ở cái chế độ này. Tại vì sao? Tại vì đây là phím giả cơ cho nên các cái đèn led của nó nháy cũng sẽ không có mượt cho lắm. Nhưng mình để một màu thì phải nói là cực kỳ đẹp. Và nếu như mình có hệ thống led 7 màu như thế này đó, thì mình chán thì mình có thể đổi một màu bất kỳ nào mình thích đó, nhìn rất là lung linh luôn, quá đẹp phải không các bạn. Và chế độ FN, F5 đó là chế độ Pre-tint và nó sẽ đổi màu lần lượt. Cái chế độ này mình cũng rất là ưa thích tại vì nó sẽ đổi toàn bộ bàn phím một màu. Chế độ FN, F6 thì gần giống như Pre-tint nhưng mà nó sẽ là chớp tắt liên tục, chớp tắt này sẽ khá là nhanh. FN, F7 thì cũng dạng như vậy nhưng mà nó chỉ có 3 màu mà thôi. Tóm lại thì với chế độ các cái chế độ của em này thì nó sẽ không có quá nhiều chế độ đặc sắc như con Lang Tu. Tuy nhiên thì nó với cái chế độ led 7 màu như thế này thì cũng đủ để cho mình có thể thay đổi và cũng như là để trang trí ở trên cái bàn gaming của mình rất là đẹp rồi. Mình thấy không thể yêu cầu gì hơn với cái giá thành như thế này nữa. Quá là tuyệt vời. Ok, thì mình đã đi đánh giá sơ qua về cái hệ thống đèn led cũng như là cái vẻ bên ngoài của em này, về chất lượng bui. Về cái con bằng nhựa này, tuy nhiên thì cái chất lượng bui của nó cũng không hề kém cạnh cái con bằng kim loại nha các bạn. Nó cũng rất là chắc chắn. Về cái hiệu năng của em bàn phím này thì cái chất lượng của cái miếng cao su, tức là cái đệm cao su để mà dùng để nhấn nút ấy, thì nó sẽ có độ bền khoảng tới 20 triệu lượt nhấn, cho nên các bạn yên tâm nhé. Còn có rất là nhiều bạn hỏi là cái phím giả cơ thì cái tiếng bấm lên như thế nào, thì mình nhắc lại một lần thứ N, đó là phím giả cơ thì nó không có phát ra tiếng, mà đó là chỉ có cái tiếng kiểu như cục cục mà khi mà cực 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 ấy. Cái tiếng kiểu dạng như là khi mà mình bấm thì cái nút này nó chạm xuống dưới cái lớp cao su thì nó phát ra tiếng thôi, chứ không hề có tiếng click key nha các bạn. Các bạn đừng có nhầm với những chiếc bàn phím cơ. Cho nên khi mà mua giả cơ thì các bạn
không nên hỏi là có tiếng hay không có tiếng nha các bạn, nó hoàn toàn không có tiếng. Đây mình thử gõ cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn có thể thấy rõ ràng là nó không có tiếng phát ra mà chỉ có tiếng kịch 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 kịch, mà kiểu dạng như là tiếng của các cái bàn, của các cái nút này nó đập vào trong phía dưới của cái lớp mặt mà thôi, chứ không hề có tiếng gì hết. Ok, như vậy là mình đã vừa đi review đánh giá em bàn phím Q300 mới về bên shop, với giá cả của nó chỉ khoảng tầm 250.000, một cái giá cực kỳ sinh viên, mà các bạn đã có một chiếc bàn phím bùi cực kỳ chắc chắn này. Hệ thống keycap double shot yên tâm, không bao giờ bị phai chữ. Cảm giác bấm của nó thì rất là ok, thì nó cũng giống như các cái bàn phím giả cơ khác, có cảm giác bấm khá là đầm tay. Tuy nhiên thì không phát ra tiếng nhé, tại vì nó là giả cơ thôi. Hệ thống đèn led cực kỳ xuất sắc, với hệ thống đèn led 7 màu thì các bạn có thể yên tâm, đủ để cho các bạn có thể nói là full ở trên cái hệ thống gaming của mình. Nó cực kỳ đẹp luôn. Và mình rất thích ở cái vẻ bên ngoài của nó, thì nó nhìn khá là giống một chiếc bàn phím cơ đến 90%. Đó, nhìn nó rất là đẹp và cũng bùi không hề là kém cạnh các bàn phím cơ. Bởi vậy cho nên mình mới review em này. Thì nếu như các bạn với 250.000 thì các bạn có thể thấy con bàn phím này có ok không, thì hoặc là có ý kiến gì thì các bạn có thể để lại ở phía dưới phần bình luận của video nhé. Nếu như các bạn muốn mua sản phẩm này thì mình có để link ở phía dưới phần mô tả của video á, hoặc là phía dưới comment mình cũng có để link luôn để cho các bạn đỡ mất công hỏi. Nếu các bạn thấy video của mình làm hay thì hãy like và nhớ subscribe kênh của mình nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể nhấp vào video ở bên tay trái hoặc video ở bên tay phải đây, để mình có thể theo dõi thêm các cái video về bàn phím, hoặc là chuột ở bên gaming gear, hoặc là chuột ở bên board gear. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé. Bye bye.